Về cái lịch video ấy, em phải tưởng tượng như thế này này. Em phải xác định là em phải ra được 1.000 video để gọi là đến được chỗ thành công, đến được chỗ là em có thể kiếm được tiền tương đối từ YouTube. Em phải ra được 1.000 video, đó là con số trung bình của các creator ở Việt Nam cũng thế mà trên thế giới cũng thế. 1.000 video tức là 1.000 video dài đấy. Còn nếu mà em xác định em làm short thì phải 10.000 video, ok? 1.000 video, ví dụ em làm một video hết chẳng khoảng 10 tiếng đi, đúng không? 10 tiếng một video dài đi, chắc phải hơn nhỉ? Của em làm có thể cũng phải hơn nữa. Nhưng mà chẳng hạn như trung bình những cái chủ đề khác nữa cũng 10 tiếng lắm. Như vậy 1.000 video là 10.000 tiếng đồng hồ, tức là 10.000 giờ bay đấy. Đúng không? Để gọi là master cái craft của mình thì cũng phải 1.000 video nha, em xác định như thế, cũng tương tự như thế. Thì bây giờ mình chẳng hạn như mình tưởng tượng là mình cần phải đi bộ từ Hà Nội vào Sài Gòn nha. Theo em là chạy marathon nhanh hơn hay là đi bộ từ từ đến thì nhanh hơn? Đi bộ thông thái rồi, hiểu. Đi bộ từ từ chứ, đi bộ từ từ nó mới khỏe, nó mới thông thông thả tâm trí rồi con người sức khỏe rồi này kia chứ, chạy chết sao được chưa. Nhưng mà ngược lại em làm theo cái kiểu mà và một ngày em đi bộ xong rồi em lại nghỉ một tuần rồi lại nhà có đám xong rồi tiếp khách xong rồi lại Tết đến xong rồi lại Valentine, 3 tháng sau em mới lại ra một clip short nữa thì vậy rồi. Bây giờ em hiểu cái lịch phải ra video phải như thế nào chưa? Dạ, hiểu. Đừng có nghĩ trong đầu là em ra khoảng 10 clip dài là xong việc, không có đâu. Chỗ mà tại sao phải ra video đều đặn này, còn một khía cạnh nữa là đấy, mình phải hiểu rõ về cái cách YouTube đề xuất video. Nó không phải là khi mình ra video xong rồi bắt đầu YouTube nó mới đi tìm khán giả cho cái video đấy của mình. No, nó không lấy video làm trung tâm. Tức là nó sẽ lấy khán giả làm trung tâm. Ví dụ như ông Henry này có ra clip hàng ngày này, ông Tai có ra clip hàng ngày này. Nhưng mà YouTube không quan tâm những chuyện đấy. Nó chỉ quan tâm là một cái ông A nào đấy ngày nào giờ nào mở YouTube lên xem, hiểu chưa? Khi người đấy mở YouTube lên xem là bắt đầu nó lại đi tìm một lượt toàn bộ tất cả các clip trên YouTube, cả của ông Tài, của cả ông Hưng, của cả ông Tú, ông Tuấn gì đấy, nó rank lại một lần nữa rồi nó giới thiệu một clip đấy, không quan trọng là clip đấy xuất bản lúc nào, nó rank lại một lần nữa xem mức độ phù hợp với cái người A kia vừa mở YouTube lên đấy để nó đề xuất được cái người đấy, hiểu chưa? Tại sao lúc nào em cũng chìm nghỉm, tại vì lúc nào em cũng phải so sánh với hàng tỷ tỷ video khác ở trên YouTube. Đó, đúng rồi đó, đúng nhà nói luôn rồi đó, đúng rồi. Nó giống y chang như vậy luôn. Nên là bây giờ mình là creator nhỏ, mình mới thì bây giờ làm sao để mình thoát được cái cảnh đấy. Thì có một cách là mình ra video đều đặn, ra video đều đặn thì cái thuật toán nó nhớ. Ví dụ chẳng hạn như em ra em chỉ clip em chỉ có 10 view thôi, 20 view thôi, nhưng mà 10 view, 20 view là thuật toán nó nhớ là có 10 người này, 20 người này vào ngày thứ hai hàng tuần vào lúc 8 giờ 30 phút tối là người ta sẽ xem clip của kênh này, hiểu chưa? Tức là mình train cho thuật toán. Thì ví dụ như trong 10 người, 20 người của em đi, một lượng khán giả em có rất nhỏ thôi, 10 người, 20 người thôi. Nhưng mà những người đấy thì cái danh sách những cái clip phù hợp với họ tại thời điểm đó rất là nhiều, hàng ngàn kênh. Người ta có thể ngoài quan tâm đến chuyện kênh vẽ của em, người ta có thể quan tâm đến nấu ăn, đến thể thao, đến thời sự, đủ các thể loại để gọi là cạnh tranh. Nhưng mà nếu mà gọi là mình cứ ra đều đặn vào một giờ cố định, vào một ngày cố định trong tuần ấy, thì ngay cái thời điểm cái giờ đấy người đấy gọi là mở YouTube lên ấy, khoảng tầm tối thứ hai mấy giờ đấy ấy, thì đến cái giờ đấy cái gọi là trong cái ranking của thuật toán ấy là của em lên đầu tiên, đúng không? Đối với một lượng nhỏ như thế, tại vì cứ đến ngày đấy là thuật toán nó cứ thấy như thế.
hiểu chưa? Thì À. từ đó thì bắt đầu nó mới mở rộng ra dần dần cho những khán giả khác. Em có cài tốt bút bút đi xong rồi hồi lâu cũng thấy nó thống kê dữ liệu, nó kêu là mình phải up video vào video thứ hai là vào mấy giờ, thứ ba mấy giờ rồi cái chỉ tính riêng cái việc mà em phải suy nghĩ cái mình ra video cho nó hay, cho nó đọc như người ta, như lại người ta, xong mình không ra kịp rồi thành ra từ từ cái dữ liệu đó cái nó mất luôn. Đấy thì tại vì là nó không tích lũy đủ gọi là một số lượng Dạ data cần thiết. Bây giờ dạ em đúng nói rồi, cái chuyện kia là em hiểu tại sao nó lại mất dữ liệu đấy đúng không? dạ đúng rồi, đó đúng đúng rồi. Cho nên là mình phải tích lũy cái dữ liệu đấy giống như tích lũy máu. Dạ. Đúng không? Dạ Còn hiểu. em hỏi là đấy em kết hợp thêm cách vẽ độc đáo vào thì liệu nó có ăn đề xuất không, thì 50-50 thôi à, không ai biết được. Anh ngồi đây anh cũng không thể biết được. Em hỏi như này, anh ơi anh em thấy ở cánh rừng ngoài kia nhìn nó mênh mông bát ngát, nhìn nó gọi là gì nhỉ, nhìn nó hoang vu hẻo lánh lắm, nhưng mà em thấy phê trương nó đi ra đấy nó hái về được mấy cái trái cây rất là ngon. Liệu em ra đấy em có hái được không? Nhưng mà theo em nghĩ ví dụ như khả năng khán giả của em nó thích cái cách vẽ của em mà vẽ như một cùng một lúc năm năm người nó cũng thích lắm chứ bộ, nghĩ nghĩ như vậy. Ủa thì anh có bảo là không thích đâu. Anh có bảo là em đi ra đấy em không hái được trái cây về đâu. Còn tất nhiên là em cũng phải suy nghĩ một chuyện như thế này nữa này. Tức là ok, nếu mà chọn cái đối tượng khán giả nó lớn tuổi hơn ấy, nó nghiêm túc hơn ấy, thì nó sẽ khó hơn, view nó sẽ ít hơn và nó cũng lâu lên hơn, hiểu không? Nhưng mà là nếu mà kiên trì bền bỉ làm rồi làm đúng cách thì nó cũng lên thôi, hiểu chưa? Còn ngược lại nếu mà mình chọn là cái đối tượng là trẻ con chút rồi làm chủ đề anime này, là mình bám theo cái trend thì nó sẽ dễ lên hơn, nó lên nhanh hơn, hiểu chưa? Tuy nhiên bù lại thì cái phân khúc này thì nó lại cạnh tranh nó lại cao hơn, dễ làm thì lại nhiều người làm được, mà Yeah, đứa đúng trẻ rồi con học cấp thì hai cấp ba nó cũng làm được. dạ đúng Lại đúng thêm đúng như chính vậy xác. nó lại còn hiểu tâm lý bạn bè nó hơn em nhiều, biết những nhân vật nào đang trend rồi chủ đề nào đang trend trong cái thế giới anime của nó. Đúng rồi, quên quên cái tệp khán giả đó mất. Làm cái thuốc kiểu như gà mờ rồi. Cứ là đọc này đọc kia mà cuối cùng mình làm cứ toàn là nghĩ đâu đâu đi xa vời đâu không. Nhiều người người ta vẽ vào bằng bút thì đơn giản ghê luôn, thấy dữ gì trời. Lý do tại sao mà nó có view, tại vì nó đúng trend trong cái chủ đề của chúng nó, thấy chưa? Đây chẳng hạn như em này anh nhìn thấy này, nhiều view nhiều nhiều clip, nhưng mà nói chung là view của nó có cái thì đây, cái này tận 400 ngàn view mà cái này có 50 ngàn view này, 40 ngàn view, 80 ngàn view, nó làm phải chục 10 cái 20 cái thì nó mới một cái lên đến tầm triệu view như này. Thì tương tự như thế, kênh nhỏ của mình thì cũng thế thôi, mình cứ làm 10 cái 20 cái mà cứ bị cái đợt mà em lên đề xuất đấy là em làm clip là anh thấy là cứ khoảng 300-400 view đúng không? Xong rồi cứ Dạ mỗi đúng. 10 cái 20 cái thì nó sẽ có một cái lên rất mạnh, lên đến 10.000 view chẳng hạn. Lên 34, 36 đi. Mỗi tội là ông lại mới được có 5-6 clip, ông lại để thấy không đi đến đâu, ông lại bỏ giờ thôi. Nha, nhìn người ta Không kênh triệu sắp rồi vẫn vậy này, thấy không? Mình vào trong list video của nó này, xong mình click vào chữ trending này, Drawing Wednesday Adam gì đây này, đây cũng Wednesday này. Nhìn như này, mình chỉ cần nhìn như này là mình biết là mình mà vẽ cái nhân vật này là cái bộ truyện này là sẽ có view này. Yeah. Này lặp lại này, thấy à? Anh thấy chữ Wednesday Adam này lặp lại này. Yeah. Adam 39 best Chưa, nghiên cứu thị trường, nghiên cứu đối thủ rồi như này này. friend. Được chưa?
Còn không nữa thì click tiếp vào clip này xem YouTube nó đề xuất cái gì bên dưới. Khi em xem vẽ là Adventure Time, khi các nhân vật nữ có diện mạo mới. 24 giờ làm cô giáo tiếng Anh. Đây kênh khác này. Đây đây cũng Wednesday Adam này. Nó chỉ À. ngàn lượt xem 10 ngày trước này. Xem kênh này được bao nhiêu sắp. Thấy chưa? Kênh của người ta Dạ. mới có 182 người đăng ký mà làm đúng chủ đề phát là lên 6.000 view này. Làm đúng chủ đề trend này, em thấy không? Why? Thấy chưa? Cũng Dạ. toàn 50 view với 30 view giống em này, cũng vẽ cũng đẹp À. chứ. Không phải không đẹp đâu. Nhưng không đúng trend. Đúng trend Dạ. rồi. À là đang đang trên cái con bé đó xong nó Maybe, Wednesday Addams. Wednesday Addams. Wednesday Addams. Wednesday Addams. Wednesday Addams. xong nó biến thể lại, nó chuyển thể sang màu màu nước. Whatever, tùy theo cái style phù hợp với mình mà mình thấy vẽ dễ nhất, nhanh nhất. Chưa? Em đừng có cái tư duy theo kiểu nhị nguyên, hiểu không? Đừng có tư duy theo kiểu nhị nguyên là mình chọn chủ đề hôm nay mình làm kênh này liệu có thành công hay không. Làm YouTube nó không phải như thế. Không phải câu hỏi, không phải yes hay là no, mà câu hỏi chắc chắn nó là yes theo con đường nào. Từ Sài Gòn vào thành phố Hồ Chí Minh mình sẽ đi được, mình có quyết tâm làm được là mình sẽ làm được, chỉ có là đi theo con đường nào thôi. Và mình bắt buộc mình phải đi, xong rồi mình không thể ngồi tại nhà mà mình nghĩ là đi con đường nào mà nó ít đèn đỏ nhất, rồi nghĩ là đi đường nào mà nó bớt đau chân nhất được. Có như thế mình phải đi, thấy đèn đỏ thì mình dừng, thấy đèn xanh thì mình đi tiếp, thế thôi. Cái việc mà người ta có follow mình hay không á, thành một cái community xung quanh mình hay không á, xung quanh một creator hay không á, nó phụ thuộc 90% vào năng lượng trong con người của creator đó. Nếu cái con người đấy nó có đủ năng lượng ấy thì nó sẽ tự phát ra xung quanh, và những người khác sẽ gọi là giống như người đấy cầm cái cờ ấy, những người khác sẽ bu vào thôi. Nếu mà bạn năng lượng của bạn không có đủ sức để cầm cái cờ thì làm gì có ai bu xung quanh bạn, làm gì có ai follow bạn. Như thế nào gọi là follower, đúng không? Vì tư duy của người creator nó khác. Ủa sao, sao anh cắt tóc nhìn nó không quen ta, nhìn nhìn tóc cũ nhìn nhìn ngon hơn. Tự nhiên đi đi đi, đi cắt tóc cậu ơi. Tôi muốn đi về những cái về bản chất hơn, mọi người yêu quý tôi bằng tâm hồn và trái tim của tôi chứ không phải yêu quý tôi bằng ngoại hình của tôi. Chúc mừng năm mới nha. Dạ rồi, bye bye anh. Dạ bye bye anh. Chúc năm mới.